Đây là video cuối cùng trong cái series 5 video về cái phác đồ điều trị đái tháo đường mới của ADA năm 2015 mà anh làm cho mẹ em. Và đây được xem là cái video hay nhất trong 5 cái video nha. Nên mẹ em cố gắng nghe hết cái video này. Và hy vọng sau cái video này thì mẹ em có thể tự tin để mà điều trị một cái bệnh nhân bị đái tháo đường type 2. Một số cái loại thuốc mà anh sẽ sử dụng trong bài của mình thì đây là những cái loại thuốc thông dụng nhất trên thị trường. Có một số loại thì đã có tại Việt Nam, một số loại thì chưa có. Chẳng hạn như cái GLP-1 receptor agonist thì anh chưa thấy có tại thị trường của mình. Cái sản phẩm mà nổi tiếng nhất đó là Victoza của Novo Nordisk. Cái tên gốc của hãng là Liraglutide ha. Cái sản phẩm metformin được sử dụng phổ biến nhất trên thị trường đó là Glucofa. Nó có 3 hàm lượng là 500mg, 850mg và 1000mg. Ngoài ra còn có cái sản phẩm là Glucofa SR, tức là một cái sản phẩm phóng thích chậm và bệnh nhân chỉ cần sử dụng một lần trong ngày. Sulfonin Urea thì cái biệt dược mà thường hay được sử dụng nhất đó là Diamicron. Cái tên gốc của hãng là Cliclazid. Thông thường thì cả cái sản phẩm Diamicron đều được bào chế dưới dạng là Modified Release, tức là dạng phóng thích chậm, cho nên cho dù bệnh nhân sử dụng bất cứ cái hàm lượng nào, thậm chí sử dụng 2 viên 30mg, 2 viên 60mg thì bệnh nhân cũng chỉ cần sử dụng một lần trong ngày. Dĩ nhiên nó sẽ tăng mức độ tuân thủ điều trị của bệnh nhân, nhưng nếu được thì bệnh nhân vẫn có thể chia ra 2 lần trong ngày thì như vậy sẽ tốt hơn cho bệnh nhân. Sản phẩm tê giác đêm anh sử dụng là Pioglitazone của Stada. Cái tên của hãng cũng là Pioglitazone Stada luôn, có hàm lượng là 30mg. Sản phẩm DPP-4 inhibitor mà anh sử dụng là Onglyza Sasagliptin. Cái này đã có tại thị trường của mình rồi, của nếu anh nhớ không nhầm là của AstraZeneca thì phải, điều anh không nhớ rõ. Sản phẩm Rapid Actin và Basal Insulin thì anh sử dụng cái sản phẩm anh đã nói trong cái bài của đái tháo đường type 1 ha, tức là Aspart với là Levemir. Rồi anh sẽ bắt đầu với cái trường hợp số 1, và trong từng trường hợp anh sẽ review lại cái phác đồ này ha, và cái phác đồ điều trị insulin của ADA 2015. Trường hợp số 1 thì tất cả những cái trường hợp này là anh đã tóm tắt lại và anh có cái file word ở phía dưới cái phần description của cái video này á, mà em đào về. Và trong từng trường hợp thì mà em nên ngưng cái video lại để mà tự suy nghĩ, sau đó là đối chiếu nó với là cái đáp án của anh ha. Rồi còn trong cái quá trình làm thì anh sẽ nói liên tục ha. Còn mà em muốn thì mà em phải ngừng lại, ngừng video lại. Ví dụ đầu tiên, ca lâm sàng đầu tiên đó là một bệnh nhân nam 50 tuổi là nông dân mới phát hiện đái tháo đường lần đầu, và cái thông tin đưa ra đó là Re0 8mmol trên lít, hạt BM1C 7,3%, BMI 20, bệnh nhân có vợ và hai con, gia đình rất là lo lắng và ông đến với em khám và tư vấn. Như vậy dĩ nhiên cái bước đầu tiên khi mà chúng ta điều trị một bệnh nhân bị đái tháo đường luôn luôn là chúng ta set cái mục tiêu mà chúng ta hướng tới là gì ha? Mục tiêu mà chúng ta hướng tới cho ông này đó là chúng ta sẽ đưa hạt BA1C xuống dưới 7% ha. Đây là một cái bệnh nhân nông dân, con trẻ và chưa có các cái biến chứng liên quan tới mạch máu lớn cũng như là mạch máu nhỏ, và bệnh nhân mới phát hiện đái tháo đường lần đầu nha. Cho nên anh sẽ cố gắng hết sức, anh sẽ đưa mục tiêu là dưới 7% ha. Thì thông thường tất cả những cái bệnh nhân bị đái tháo đường đến với mẹ em, cái thông tin đầu tiên mà em cần cung cấp cho họ đó chính là cái dòng đầu tiên trong cái phác đồ điều trị của ADA năm 2015. Cái dòng này thì anh không nhận mạnh nhiều nhưng mà cái dòng này rất là hiệu quả. Đó là healthy eating, weight control và increase physical activity and diabetes education ha. Tức là nói chung là cái câu này là cái câu tiết thực vận động ha. Tiết thực vận động và giáo dục về đái tháo đường. Tiết thực vận động thôi. Như vậy bệnh nhân này thì anh sẽ tiết thực vận động cho bệnh nhân. Rồi, vấn đề ở đây là một số bệnh nhân, nhưng mà câu hỏi liệu tiết thực vận động thì bệnh nhân hạt BA1C có giảm xuống được dưới 7,3% hay không, thì câu trả lời là hoàn toàn có thể được. Hoàn toàn có thể được. Vậy câu hỏi tiếp theo của anh là, vậy tại bước này chúng ta cần dùng thuốc cho bệnh nhân hay không?
chúng ta cần dùng thuốc cho bệnh nhân hay không. Dĩ nhiên nếu như câu hỏi tiếp theo của anh đó là bệnh nhân cần sử dụng thuốc gì, thì câu trả lời của mẹ sẽ là metformin, đúng không? Metformin. Metformin là một cái thuốc rất là an toàn và hiệu quả nha. Và nó đã được chứng minh là có lợi và làm giảm được cả cái biến cố về tim mạch ở bệnh nhân bị đái tháo đường type 2. Và thậm chí, ngay cả những cái bệnh nhân ở cái giai đoạn tiền đái tháo đường, thì một số đối tượng ADA cũng đã khuyến cáo liên quan đến việc sử dụng metformin cho cái đối tượng này. Vậy, có lý do gì chúng ta không sử dụng metformin cho bệnh nhân? Đúng chưa? Cho nên trong giai đoạn này, mặc dù cái vấn đề tiết thực vận động vẫn là cái vấn đề đặt lên hàng đầu và bệnh nhân hoàn toàn có thể đạt được cái mốc HbA1c dưới 7% với chỉ đơn thuần tiết thực vận động, nhưng mà chúng ta vẫn sẽ sử dụng metformin cho bệnh nhân. Liên quan tới metformin thì anh sẽ không nói gì về cái tất cả cái tác dụng phụ của hắn nữa. Các em có thể xem lại cái video về cái phác đồ điều trị và video số 4 phác đồ điều trị đái tháo đường type 2 để biết thêm về các cái tác dụng phụ, các cái chống chỉ định của metformin. Còn ở đây là anh chỉ nói một chút về cả cái tình trạng rối loạn dung nạp của metformin thôi ha. Anh nói một chút về cái metformin. Metformin là cái biệt dược mà thường hay sử dụng trên nhất trên thị trường, đó là Glucophage nha. Có cả cái hàm lượng là 500 mg, 850 mg và 1000 mg. Rồi, và có thêm cái chế phẩm người ta gọi là chế phẩm Glucophage XR, tức là phóng thích chậm mà em chỉ cần sử dụng một lần trong ngày thôi. Và một trong những cái triệu chứng tác dụng phụ của Glucophage làm cho bệnh nhân rất khó chịu và nhiều bệnh nhân không sử dụng được Glucophage, đó chính là tình trạng rối loạn tiêu hóa, đặc biệt là các cái triệu chứng đi chảy và buồn nôn. Đúng chưa? Cho nên khi sử dụng Glucophage mẹ em sẽ chú ý cho anh hai điều. Điều thứ nhất đó là mẹ em sử dụng sau ăn, mà tài liệu tiếng Anh thì thường người ta sẽ ghi là with meal, cùng với bữa ăn, tức là chúng ta sẽ sử dụng sau ăn để giảm bớt các cái triệu chứng về rối loạn tiêu hóa. Và chú ý thứ hai đó là mẹ em phải sử dụng liều thấp tăng dần. Liều thấp tăng dần giống như là một cái hình thức thăm dò và cũng cho bệnh nhân một hình thức thăm dò cho bệnh nhân thích nghi được về thuốc. Cho nên khuyến cáo chúng ta sẽ sử dụng liều khởi đầu đối với metformin đó là khoảng 500 cho tới 1000 mg. Sau đó cứ 1 đến 2 tuần chúng ta sẽ tăng liều là khoảng 500 mg một lần. Em hiểu không? Như vậy đối với bệnh nhân này, anh sẽ sử dụng phác đồ như sau. Đầu tiên, khởi trị, anh sẽ cho bệnh nhân sử dụng metformin là 500 mg nhân 2 viên chia 2 sau ăn. Còn nếu như mà em sử dụng cái sản phẩm XR thì mà em chỉ cần sử dụng là 500 hoặc thậm chí 1000 uống một lần vào buổi sáng sau ăn để bệnh nhân giảm bớt các cái triệu chứng về đường tiêu hóa. Người ta khuyến cáo là sau khoảng 1 tuần, nhưng mà đối với cả cái đối tượng chúng ta không thể theo dõi dài được á, chúng ta có thể hẹn bệnh nhân 2 tuần sau chúng ta đến và chúng ta đánh giá về cả cái triệu chứng của cái rối loạn tiêu hóa. Nếu như bệnh nhân dung nạp được, chúng ta có thể tăng liều lên là 850, chúng ta tăng liều lên là con số hồi nãy mà em nhớ là 500 mg. Như vậy bệnh nhân này thì anh sẽ sử dụng liều lượng là 1500 mg, thì anh có thể sử dụng cái chế phẩm là 850 nhân 2 là 1700, thì hẳn cũng tương đương với khoảng 1500. 2 viên uống chia 2 sau ăn. Rồi sau đó 1 đến 2 tuần anh sẽ tăng thêm 500 mg nữa và con số bây giờ sẽ là 2000 mg, và anh sẽ có cái phác đồ là metformin 1 g nhân 2 viên uống chia 2 sau ăn sáng và tối. Cái liều 2000 mg này là liều duy trì, là liều duy trì của metformin ha. Bệnh nhân uống metformin thì nên, nếu như họ dung nạp được thì mẹ em sẽ sử dụng 31 g. Và mẹ em sẽ chú ý một điều nữa, đó là nếu như bệnh nhân có tốc độ lọc cầu thận dưới 30 ml trên phút thì có chống chỉ định với metformin. Còn đối với từng tốc độ lọc cầu thận thì chúng ta có cả cái khuyến cáo liên quan tới liều lượng tối đa của metformin á, thì anh đã cung cấp cái đó trong cái video số 4 mà em có thể xem lại nhé. Còn đây, vì cái này nó quan trọng cho nên anh nhấn mạnh ở đây thôi. Bệnh nhân có tốc độ lọc cầu thận dưới 30 ml trên phút thì bệnh nhân sẽ chống chỉ định với metformin, tại vì nó sẽ có nguy cơ cao gây toan axit lactic. Nó hiểu nhá. Như vậy thì trong cái này mà em đã hiểu rõ cái vấn đề điều trị metformin nha.
Rồi ha. Liên quan tới điều trị mắt phục mí thì anh nghĩ chỉ có mẹ em nhớ chứng đỏ thôi. Thứ hai vấn đề, thứ nhất là điều trị sau ăn và liều thấp tăng dần, và lật lại cái video số 4 để xem về cả cái chống chỉ định của nó là ok ha. Rồi. Và chúng ta sẽ đánh giá bệnh nhân thông qua HbA1c ha. Và khuyến cáo của ADA là chúng ta không cần thiết phải làm HbA1c quá thường xuyên, vì điều này hoàn toàn không cần thiết. Chúng ta có thể làm 3 tháng một lần. Và đối với những cái bệnh nhân mà có đường huyết ổn định, thậm chí ADA khuyến cáo có thể 6 tháng mà em làm một lần cũng được. Tuy nhiên thì thực hành của mình thì thông thường tất cả các cái bệnh nhân mà tái khám đái tháo đường thì bệnh nhân đưa thường được bác sĩ chỉ định là làm R0 với là HbA1c cùng một lúc. Nhưng mà thực ra thì cái điều đó nó không cần thiết cho lắm. Chúng ta sẽ làm HbA1c 3 tháng một lần, và chúng ta chỉ thay đổi phác đồ từ step 1 sang step 2 sau mỗi 3 tháng, em hiểu không? Còn trong phạm vi 3 tháng này em có thể thay đổi cái liều lượng của thuốc mà em sử dụng. Còn muốn thay đổi step từ monotherapy sang duotherapy, thông thường chúng ta sẽ đợi 3 tháng. Rồi, như vậy 3 tháng sau thì bệnh nhân này hẹn tái khám với chúng ta trở lại. Dĩ nhiên trong vòng 3 tháng đó có thể một vài lần bệnh nhân sẽ tới gặp em để mà than phiền về các triệu chứng về rối loạn tiêu hóa, và mẹ em đánh giá sơ bộ về cái kiểm soát đường máu trước ăn. Còn mà HbA1c thì mẹ em phải đánh giá sau 3 tháng, em hiểu nhá. Rồi, như vậy bệnh nhân này tiếp tục đến với em sau 3 tháng, và lúc này gluco máu đó là 6,9 mmol trên lít và HbA1c là 6,8%. Bệnh nhân rất tuân thủ điều trị. Rồi, thực ra chỉ cần tuân thủ thôi, cái vấn đề là tiếp thực vận động không thì HbA1c nó đã có thể giảm xuống dưới 7% rồi. Như vậy bệnh nhân này giảm HbA1c xuống 6,8% là chuyện hoàn toàn có thể dự đoán được, đúng nhá. Và chúng ta đang set mục tiêu cho bệnh nhân là dưới 7% HbA1c, cho nên bệnh nhân này 6,8%, như vậy là ok. Và chúng ta tiếp tục với liệu trình duy trì metformin 2 g một ngày, chưa? Rồi, như vậy thì bệnh nhân này như vậy đã ổn. Chúng ta tiếp tục à, bệnh nhân này tiếp tục tái khám với em rất là nhiều lần trong vòng nhiều năm, và sau 2 năm bệnh nhân có theo dõi thường xuyên và đường máu rất là ổn định. Tuy nhiên lần này kết quả cho thấy á, đường máu của bệnh nhân có xu hướng xấu đi, và HbA1c của bệnh nhân bây giờ là 7,5%, gluco máu đói là 7,3 mmol trên lít. Và bệnh nhân cho biết á, là nhà bệnh nhân rất là nghèo và không có điều kiện. Nhà bệnh nhân rất là nghèo và không có điều kiện. Như vậy thì đến lúc này chúng ta sẽ phải chuyển sang cái phác đồ là duotherapy. Chúng ta sẽ chuyển sang phác đồ duotherapy. Và chúng ta có cả cái sự lựa chọn đó là sulfonylurea, TGD, DPP4 inhibitor, SGLT2, GLP-1 receptor agonist và insulin basal. Được chưa? Insulin basal. Và mỗi thuốc nó có ưu điểm và nhược điểm riêng, thì anh đã phân tích trong cái phác đồ số 4 rồi, trong cái video số 4. Và trên bệnh nhân này anh sẽ chú ý những cái điều gì? Trên bệnh nhân này anh sẽ chú ý cái điều gì trong cái việc lựa chọn cái thuốc thứ hai trong cái duotherapy của anh? Thứ nhất, anh thấy là bệnh nhân nhà rất là nghèo, cho nên vấn đề đầu tiên anh quan tâm tới thuốc đó chính là giá cả. Anh sẽ chọn một cái loại thuốc rẻ tiền nhất, em hiểu chưa? Thứ hai, mà em hãy quay lại một chút về cái bối cảnh của bệnh nhân của anh. Bệnh nhân là nông dân và BMI nằm trong giới hạn bình thường, cho nên trên thực tế đối với cái bệnh nhân này, vấn đề về cân nặng anh có cần phải quan tâm không? Vấn đề cân nặng anh sẽ không cần quan tâm, được chưa? Tại vì một bệnh nhân nông dân BMI 20 thì cái nguy cơ béo phì rất là thấp, cho nên anh sẽ không cần quan tâm tới vấn đề cân nặng. Bệnh thuộc đó có gây tăng cân hay không thì anh không có quan tâm, được chưa? Vấn đề thứ ba đó là vấn đề về nguy cơ hạ đường huyết ha. Nguy cơ hạ đường huyết ha. Chúng ta có 5 vấn đề chúng ta cần đánh giá đối với một cái loại thuốc đái tháo đường. Chúng ta có 5 vấn đề.
Đó là chúng ta quan tâm tới hiệu quả, chúng ta quan tâm tới hiệu quả efficacy, chúng ta quan tâm tới nguy cơ hạ đường huyết, chúng ta quan tâm tới cân nặng, chúng ta quan tâm tới tác dụng phụ và chúng ta thông qua quan tâm tới chi phí. Ha? Như vậy, nguy cơ hạ đường huyết đối với bệnh nhân này có không? Có. Tuy nhiên, em nhớ là bệnh nhân 50 tuổi, bệnh nhân 50 tuổi, mặc dù là nông dân, nhưng mà chắc chắn một cái bệnh nhân 50 tuổi thì anh nghĩ cái vấn đề mà giáo dục hạ đường huyết cho bệnh nhân này thì không có khó. Chứ? Cho nên, với lại bệnh nhân này là một cái đối tượng có vợ và hai con và gia đình rất lo lắng, có nghĩa là bệnh nhân có cái sự hỗ trợ rất là tốt từ gia đình. Vậy, mặc dù nguy cơ hạ đường huyết là có khả năng xảy ra, nhưng đối với bệnh nhân đối tượng 50 tuổi có khả năng giáo dục được vấn đề hạ đường huyết và có cái sự hỗ trợ của gia đình, cho nên giả sử thuộc đó có nguy cơ hạ đường huyết thì cũng không thành vấn đề, thì cũng không thành vấn đề. Đấy nha. Về hiệu quả thì anh cũng cân nhắc nha, anh sẽ cân một cái thuốc có hiệu quả cao và tác dụng phụ nha, anh không nói. Như vậy nếu như mẹ em nhìn vào bốn cái tiêu chuẩn mà anh đưa ra ở đây thì mẹ em chọn cho anh thuộc nào trong năm thuộc đó. Và đây là cái tình huống mà mẹ em thường gặp nhất trên lâm sàng của chúng ta nhé. Một cái đối tượng bệnh nhân nghèo và BMI nằm trong giới hạn bình thường, không có nguy cơ tăng cân, và một cái đối tượng mặc dù là trình độ dân trí thấp nhưng mà cái việc giáo dục hạ đường huyết đó là cái chuyện rất chi là đơn giản, đúng chưa? Cho nên thuộc tiếp theo thì anh hy vọng mẹ em trả lời cái đáp án đó chính là SU. Đó chính là SU nha. Anh sẽ chọn SU. Và thông thường thì trên lâm sàng hai cái nhóm thuốc metformin và sulfonylurea đó là hai cái nhóm thuốc mà mẹ em thường hay sử dụng nhất trên lâm sàng. Em hiểu không? Rồi, như vậy trên bệnh nhân này anh sẽ chuyển sang cái dual therapy. Và thuộc anh lựa chọn chính là sulfonylurea và tiệt dược là diamicron glyclazide ha. Có hàm lượng là 30 mg, 60 mg và 120 mg, và thường hay sử dụng dưới chế phẩm là MR ha, modified release, tức là phóng thích chậm. Cho nên nếu chúng ta sử dụng bất cứ hàm lượng nào, chúng ta chỉ cần sử dụng một lần vào buổi sáng mà thôi, anh hiểu chưa? Rồi, và chúng ta sử dụng diamicron như thế nào? Thì diamicron nếu chúng ta sử dụng sau ăn giống như là metformin thì sẽ có cái hiện tượng gì xảy ra? Đó là thuộc sẽ chậm và giảm hấp thu, và thêm vào đó chậm đạt đỉnh. Nếu chậm đạt đỉnh có nghĩa là sao? Có nghĩa là nó sẽ không đạt đỉnh cùng lúc với cái đỉnh của glucose máu sau ăn, và chuyện này sẽ dẫn đến cái hiện tượng người ta gọi là hạ glucose máu muộn. Nhá, hạ glucose máu muộn là sao? Hạ glucose máu muộn có nghĩa là giống y chang như là cái phác đồ điều trị insulin người vậy hả? Là ví dụ như sau khi chúng ta ăn thì cái đường máu nó sẽ đạt đỉnh sau khoảng thời gian là ví dụ đã 6 giờ, là khoảng từ 7 đến 8 giờ là cái đường máu đạt đỉnh, sau đó khoảng 10 giờ là đường máu trong trong cơ thể của chúng ta hầu như là đã giảm sút rồi. Trong khi đó nếu như mà chúng ta sử dụng sau ăn thì nó sẽ đạt đỉnh muộn, và cái đỉnh này nó sẽ không phù hợp với cái đỉnh của glucose máu sau ăn, và thêm vào đó nó sẽ gây ra cái hiện tượng và là tại thời điểm khoảng 10 giờ thì em sẽ bị hạ glucose máu nha, giảm glucose máu. Cho nên thuộc thì đạt đỉnh mà trong khi đường máu thì thấp, cho nên sẽ để hạ glucose máu, và người ta gọi đây là hạ glucose máu muộn. Nên chúng ta nên sử dụng diamicron khoảng 30 phút trước khi ăn ha. Như vậy chúng ta sẽ sử dụng diamicron khoảng 30 phút trước khi ăn, trước ăn hay nhá. Và chúng ta sẽ bắt đầu bằng cái liều lượng là 30 mg nha. Sau đó khoảng 1 đến 2 tuần chúng ta sẽ kiểm tra lại đường máu của bệnh nhân, và nếu như nó chưa đạt được thì mong muốn như chúng ta yêu cầu, tức là từ 4,4 cho tới 7,2 đối với đường máu trước ăn,
thì chúng ta có thể tăng lên liều là 60 mg. À, nhưng mà anh nhớ là trong cái khoảng thời gian này chúng ta không cần kiểm tra HbA1c nhé. Tại vì chúng ta chỉ kiểm tra HbA1c sau mỗi 3 tháng ha. Chúng ta kiểm tra glucose máu mạch và nếu như vẫn không đáp ứng, chúng ta có thể tăng lên liều là 120 mg. Như vậy chúng ta tăng liều theo bậc thang như vậy. Và đây là cái phác đồ điều trị của bệnh nhân ha. Metformin là thuốc cũ và bây giờ chúng ta sẽ sử dụng thêm diamicron. Diamicron thường hay được bào chế dưới dạng modified-release phóng thích chậm. Em sẽ khởi đầu với liều là 30. Chúng ta sẽ thử cái đường mẫu máu mạch sau mỗi 2 tuần, nếu không đạt được mục tiêu thì chúng ta có thể nâng liều lên 60. Thì em cũng chỉ cần uống một viên trước ăn vào buổi sáng. Và diamicron 120 cũng vậy. Và thậm chí nếu em sử dụng 60 mg MR nhân 2, nếu như mà em muốn tăng tuân thủ bệnh nhân, em cũng có thể cho bệnh nhân uống một lần vào buổi sáng. Nhưng mà tốt nhất thì anh nghĩ là mà em sẽ chia ra hai, sáng một viên, tối một viên ha, tại vì nó đạt đỉnh cùng với lúc với bệnh nhân ăn thì cả đó là cái tốt nhất cho bệnh nhân. Rồi như vậy thì anh nghĩ điều trị như bệnh nhân này như vậy là ổn ha. Đúng chưa? Như vậy chúng ta đang dừng lại ở bước số 2. Và bệnh nhân này sau đó bị mất tích, không tái khám với em nữa. Có thể là bệnh nhân này cảm thấy là đường máu của mình kiểm soát rất là tốt, hoặc là bệnh nhân đi tái khám ở một bác sĩ khác và chê em cho nên họ đi khám ở một bác sĩ khác. Sau đó chuyện gì? Sau 5 năm em gặp lại bệnh nhân đó và hiện tại bệnh nhân vẫn đang sử dụng cái phác đồ mà em cho cách đây 5 năm, đó chính là metformin 1 gram nhân 2 viên trên ngày chia 2 và diamicron 120 mg nha. Nhớ là diamicron thì chúng ta chỉ tăng liều nếu như mà đường máu của bệnh nhân chưa đạt. Chứ nếu như bên đường máu của bệnh nhân đạt ở bất cứ cái mốc nào, ví dụ 30, 60 hay 120 thì em sử dụng nguyên cái liều đó ha. Còn cái metformin thì em có thể sử dụng cái liều maintenance đâu đối với tất cả các bệnh nhân nếu như họ dung nạp. Tại vì metformin nó không có nguy cơ gây hạ đường huyết. Hiểu nhá. Metformin người ta gọi là cái thuốc chống tăng đường huyết. Rồi như vậy chúng ta sẽ đánh giá bệnh nhân này có HbA1c, có HbA1c là 9% và glucose máu mạch lúc đó là 11,4%, 11,4 mmol trên lít. Rồi nha. Em sẽ nghĩ tới hai khả năng. Khả năng thứ nhất, em sẽ sử dụng tiếp một cái loại thuốc đường uống cho bệnh nhân. Nếu em sử dụng cái loại thuốc đường uống thì khả năng giảm HbA1c là bao nhiêu phần trăm? Nhớ là hiện tại bệnh nhân đang sử dụng hai loại, đó là metformin và diamicron. Bây giờ em dùng thêm một cái loại thứ ba nữa thì liệu HbA1c sẽ giảm được thêm bao nhiêu phần trăm? Thì ở cái slide trước anh nói, nếu như mẹ em sử dụng thêm một cái loại thuốc thì HbA1c có thể giảm thêm là từ 0,9 cho tới 1,1%. Vậy nếu bệnh nhân sử dụng một cái loại thuốc đường uống không phải insulin, không phải GLP-1 receptor agonist thì nhiều lắm cái con số 9 này nó sẽ giảm xuống khoảng 7,9 cho tới 8,1. Và đó là con số mà chúng ta hoàn toàn không thể mong muốn. Chúng ta không mong muốn, đúng nhá. Như vậy việc mà sử dụng đường uống, thuốc đường uống cho bệnh nhân này là chuyện chúng ta sẽ không bao giờ đạt được cái mốc HbA1c cho bệnh nhân hết. Như vậy chúng ta sẽ phải nghĩ tới khả năng chúng ta có thể phải sử dụng tới insulin. Chúng ta phải sử dụng tới insulin hoặc GLP-1 receptor agonist. Em hiểu chưa? Anh cho mà em xem lại một chút về cái phác đồ ở đây nha. Bệnh nhân đang sử dụng cái liều trên lá metformin cộng sulfonylurea urea. Và chúng ta đang chuyển sang một cái triple therapy. Chúng ta có 5 sự lựa chọn. Trong đó có 3 sự lựa chọn là thuốc đường uống nha. Và nó chỉ giảm được HbA1c là từ 0,9 cho tới 1,1% mà thôi. Và hai cái thuốc dưới này nó mạnh hơn, đúng không? Insulin nên em có thể tăng liều rất là cao để kiểm soát đường máu huyết lúc đói và nó có thể giảm HbA1c rất là mạnh ha. Efficacy của insulin là cao nhất. Như vậy sẽ có hai khả năng. Khả năng thứ nhất,
Khả năng thứ nhất đó là em sử dụng thuốc đường uống thì em giảm được như thế này. Thuốc đường uống là gồm có TGT, DPP4 hoặc là SGLT. Trên thực tế thì cái thuốc này là thuốc mà anh không có nhiều kinh nghiệm nha. Và lại cái thuốc này chắc chắn là chưa có tại thị trường Việt Nam thôi luôn, cho nên anh sẽ tập trung về hai cái thuốc này ha. Và khả năng thứ hai là em sẽ lựa chọn insulin hoặc GLP-1 receptor agonist. Như vậy trong hai cái lựa chọn này em sẽ chọn lựa chọn nào? Thì như anh đã phân tích, em sử dụng đường uống em sẽ không bao giờ đạt được cái HbA1c này được 7% hết á, không bao giờ. Cho nên trong trường hợp này em sẽ phải tư vấn bệnh nhân về việc sử dụng insulin, cụ thể ở đây là insulin nền hoặc là GLP-1 receptor agonist, đúng chưa? Hoặc là GLP-1 receptor agonist. Rồi, em có chọn lựa chọn này không? Chắc chắn bệnh nhân này sẽ không có tiền, nóng dân mà làm sao có tiền hả? Cho nên bệnh nhân này chắc chắn cái sự lựa chọn của GLP-1 receptor agonist là em sẽ không lựa chọn, đúng chưa? Như vậy cái hướng tiếp theo và tốt nhất cho bệnh nhân này đó là chúng ta sẽ phải sử dụng insulin nền cho bệnh nhân, ha, để kiểm soát cái glucose máu đói nha. Sau đó 3 tháng chúng ta kiểm tra lại cái HbA1c xem thử nó có xuống dưới 7% giống như chúng ta mong muốn hay không. Em hiểu anh phân tích chưa? Như vậy chúng ta sẽ phải tư vấn cho bệnh nhân về việc đó là chúng ta có thể sẽ phải kết hợp thêm insulin nền cho bệnh nhân. Chúng ta sẽ có thể phải sử dụng thêm insulin nền cho bệnh nhân, đúng không? Và trước khi anh tư vấn nha, trước khi anh tư vấn thì em phải giải thích cho bệnh nhân về một cái vấn đề, đó là những cái vấn đề mà bệnh nhân có thể gặp phải nếu như đường máu của họ không kiểm soát tốt. Đó. Thì em sẽ tư vấn là ví dụ như đường máu không kiểm soát tốt thì bệnh nhân có thể mắc các cái biến chứng mạch máu nhỏ như là biến chứng thận, biến chứng võng mạc, biến chứng thần kinh. Nhiều khi là chúng ta cần phải dò bệnh nhân nữa ha. Ví dụ một số thầy cô trong trường dạy gì mình á, là dò theo kiểu là nếu không kiểm soát tốt là suy thận, mù mắt và tay chân liệt luôn. Như vậy thì bệnh nhân họ sẽ rất là sợ và họ có thể sẽ phải tuân thủ cái phác đồ điều trị của mình ha. Nhưng mà một tình huống, đây là tình huống rất hay xảy ra trên lâm sàng, đó là bệnh nhân chưa sẵn sàng cho việc sử dụng một cái loại thuốc tiêm ha. Mà em nhớ là khi mà em đã kê insulin nền cho bệnh nhân thì có nghĩa là bệnh nhân sẽ phải sử dụng nó trong một thời gian rất là dài, và ngày nào bệnh nhân cũng sẽ phải phải tiêm cái thuốc insulin đó hết á nha. Cho nên hầu hết bệnh nhân sẽ thấy đó là một cái điều phiền phức. Hơn nữa cái việc bảo quản insulin nó không phải là dễ dàng, chúng ta phải có tủ lạnh ha. Và nhiều bệnh nhân họ không có tủ lạnh, họ không có kỹ năng tiêm, và việc mà chúng ta hướng dẫn bệnh nhân tiêm là một cái chuyện rất chi là khó khăn. Cho nên hầu hết bệnh nhân đều rất là ngại liên quan tới việc sử dụng insulin ha. Nhưng mà chúng ta cần động viên bệnh nhân rằng đó là chúng ta không được nói với bệnh nhân theo kiểu đó là insulin, khi sử dụng insulin có nghĩa là bệnh đã nặng hoặc là một cái tình trạng thất bại về điều trị nha. ADH nói rất là rõ như vậy. Chúng ta phải khuyến khích bệnh nhân rằng trong cái tiến triển của bệnh thì sẽ có một cái thời điểm bệnh nhân sẽ phải sử dụng insulin ha. Và thêm vào đó là trong một số trường hợp thì chúng ta sẽ phải sử dụng insulin để mà đạt được cái mục tiêu mà mình mong muốn nha. Giống như trong trường hợp này chúng ta bắt buộc phải hướng dẫn bệnh nhân đó là họ nên sử dụng insulin. Tuy nhiên không phải lúc nào bệnh nhân cũng sẵn sàng cho điều đó nha. Giống như trường hợp bệnh nhân này, sau khi em tư vấn xong bệnh nhân không đồng ý và muốn thử thêm một cái loại thuốc uống nha. Như vậy chúng ta sẽ có hai sự lựa chọn nha, hai sự lựa chọn về thuốc uống. Thực ra là có ba, nhưng mà SGLT2 thì anh nói là anh đã không có kinh nghiệm cái thuốc này rồi, cho nên anh sẽ có hai sự lựa chọn, đó là TGD và DPP4 inhibitor. Và trên thực tế thì hai thuốc này em có quyền chọn bất cứ thuốc nào ha. Em có quyền chọn bất cứ thuốc nào. TGD thì anh sử dụng cái thuốc là pioglitazone của Stada, có hàm lượng là 30 mg.
chúng ta sẽ sử dụng liều khởi đầu là khoảng 15 cho tới 30 mg và liều tối đa của nó là 45 mg. Em có thể tăng liều lên tới 45 mg mỗi ngày trên ngày để có thể đạt được cái mức kiểm soát đường máu của bệnh nhân ha. Hoặc là em có thể sử dụng DPP4 inhibitor, thì anh sử dụng cái sản phẩm là Omliza, tức là sasagliptin, và sản phẩm của nó có hàm lượng là 2,5 mg và 5 mg. Em có thể tăng liều từ 2,5 lên 5, em hiểu không? Em có thể tăng liều từ 2,5 lên 5 mg, và đối với Omliza thì em có thể uống bất cứ thời điểm nào nha. Rồi, như vậy chúng ta có hai sự lựa chọn ha. Phác đồ 1 chúng ta sử dụng kết hợp với Omliza, tức là DPP4 inhibitor 2,5 mg, nhân 1 viên uống vào buổi sáng, có thể tăng lên 5 mg. Phác đồ thứ hai đó là mà em sử dụng pioglitazone 1 viên uống, liều khởi đầu của nó thường là 15 cho tới 30 mg và tối đa của nó là 45 mg nha. Rồi, như vậy đối với kỳ step 3 như thế này thì mà em đã hiểu chưa? Rồi, ok, chúng ta sẽ tiếp tục nha. Như vậy thì bệnh nhân này họ yêu cầu sử dụng một cái loại thuốc uống ha. Và từ HbA1c tới 9% họ yêu cầu sử dụng thêm một cái loại thuốc uống, thì theo mẹ em thì dự kiến kết quả này như thế nào? Thì anh nghĩ là mẹ em đã dự kiến được kết quả, đó là chắc chắn bệnh nhân này sẽ không đạt được cái mục tiêu HbA1c sau 3 tháng ha. Như vậy sau 3 tháng bệnh nhân giảm từ 9% xuống 8,3%, bệnh nhân giảm từ 9% cho tới xuống còn 8,3%, và anh nói rồi, điều này đã được dự đoán trước, điều này đã được dự đoán trước ha. Như vậy thì hiện tại chúng ta sẽ xử lý bệnh nhân như thế nào? Hiện tại bệnh nhân đang sử dụng metformin cộng diamicron và cộng với Omliza. Rồi, bệnh nhân đang sử dụng ba cái loại thuốc. Như vậy bệnh nhân đã không đáp ứng. Bây giờ mà em sẽ cho anh bước tiếp theo. Mà em sẽ chọn cái phương án nào? Mà em chuyển sang bước 4. Mà em chọn basal cộng miltham. Mà em có chọn không? Hay là mà em chọn basal cộng GLP-1 agonist, hay là mẹ em chọn basal thôi, hay là mẹ em chọn GLP-1 receptor agonist? Mẹ em chọn đáp án A, B, C hay D? Rồi nha, hiểu câu này mà ai trả lời tốt được á, là anh nghĩ người đó sẽ rất là giỏi, người đó rất là giỏi mới trả lời được câu này ha. 13. Anh quay lại cái này. Rồi, hiện tại bệnh nhân đang sử dụng ba loại thuốc uống nha. Anh đang nhắc về cái phức tạp nhất trong phác đồ của ADA, đó là từ triple therapy sang cái combination ingestible therapy nha. Chúng ta sẽ có ba tình huống, có nhớ không? Có 3 tình huống. Nếu như bệnh nhân đang sử dụng 3 thuốc uống, thì em sẽ move sang ingestible. Em còn nhớ không? Ingestible ha. Đây. Move to ingestible. Chúng ta sẽ chuyển sang thuốc tiêm. Như vậy chúng ta sẽ phải ngưng một trong hai sulfonin urea hoặc tê giác đế, và chúng ta chuyển sang thuốc tiêm ha. Tình huống số 2, nếu bệnh nhân đang sử dụng basal, tức là bệnh nhân đang sử dụng basal insulin ở bước số 3, thì mẹ em có quyền kết hợp thêm một là miltham, hai là GLP-1 receptor agonist nha. Em sẽ cộng thêm một trong hai sự lựa chọn, miltham hoặc là GLP-1 receptor agonist ha. Nếu bệnh nhân bước 3 đang sử dụng GLP-1 receptor agonist, thì bước 4 em sẽ cộng thêm miltham. Anh nhầm, cộng thêm basal
bây giờ, hoặc là mẹ em sẽ bỏ luôn cả GLP-1 receptor agonist em thay bằng new time cũng được ha, nếu bệnh nhân không có điều kiện. Rồi như vậy cái này anh sẽ move sang ingestible, anh sẽ move sang ingestible nha. Đâu rồi, rồi như vậy đáp án của anh là anh sẽ ngưng một trong hai thằng này và anh sẽ chuyển sang basal nha. Như vậy để cái đơn giản nhất thì anh sẽ sử dụng nha, dĩ nhiên thì GLP-1 receptor agonist có trong chỉ định nhưng mà bệnh nhân này chắc chắn sẽ không có tiền để mà sử dụng GLP-1 receptor agonist đâu. Rồi như vậy chúng ta sẽ có phác đồ mới metformin diamicron nha, giả sử anh ngưng cái ông Lisa đi và basal insulin nha. Và metformin anh sẽ sử dụng liều là 2 g trên ngày, diamicron 120 mg ha. Hoặc là nếu mà em sợ quá nói chúng ta sử dụng basal insulin thì chúng ta sử dụng thêm cái này, bệnh nhân có nguy cơ cao hạ đường huyết vì cả hai cái này kết hợp lại với nhau có nguy cơ hạ hạ glucose máu, thì anh có thể sử dụng ông Lisa ha. Nhưng mà anh nghĩ chắc là ông Lisa thì nó sẽ phù hợp hơn với bệnh nhân ha, nhưng mà giá nó đắt tiền thôi, giá đắt ha nha. Cho nên chúng ta sẽ có thể sử dụng phác đồ này hoặc có thể sử dụng phác đồ này ha, đó ông med, ông Lisa và basal insulin ha. Nếu em sợ nguy cơ hạ đường huyết thì em có thể sử dụng như thế này, được chưa? Rồi chúng ta sẽ sử dụng basal insulin như thế nào, chúng ta sẽ sử dụng basal insulin như thế nào ha. Chúng ta sẽ sử dụng cái sản phẩm là Levemir ha, và anh sẽ quay lại một chút về cái slide basal insulin ha nha. Basal insulin thường là kết hợp với metformin và một cái thuốc nóng insulin khác ha, và hiện tại chúng ta sử dụng ông Lisa ha hoặc là diamicron là một trong hai sản phẩm mà chúng ta đang sử dụng, đúng chưa? Chúng ta sẽ khởi đầu bằng 10 đơn vị trên kg hoặc là từ 0,1 cho tới 0,2 đơn vị trên kg trên ngày. Chúng ta có thể tăng 10 cho tới 15% một lần hoặc là từ 2 đến 4 2 đến 4 đơn vị 1 đến 2 lần một ngày nha, để mà chúng ta đạt được cái đường máu lúc đói ổn định. Rồi, cái này thì anh cũng đã giải thích rất là rõ bên cái slide số, video số 4 rồi ha. Và bây giờ chúng ta sẽ sử dụng Levemir với liều 10 đơn vị nha, lúc 22 giờ ha. Như vậy chúng ta có đáp án. Chúng ta sẽ có metformin 1 g nhân 2 viên trên ngày, diamicron 120 mg một viên uống trước ăn sáng 30 phút và Levemir 10 đơn vị tiêm dưới da lúc 22 giờ. Và chúng ta sẽ yêu cầu bệnh nhân thử glucose máu đổi hàng ngày trong 3 ngày tiếp theo sau đó. Kết quả lần lượt là lần 1 8,9, lần 2 8,7, lần 3 8,5 ha. Nha. Nhớ là anh phác đồ của anh là nó hơi có nguy cơ cao hạ đường huyết nha. Nếu em sợ thì em có thể chuyển qua ông Lisa ha. Rồi. Hoặc thậm chí tế dạch đế. Vẫn ok ha. Bệnh nhân thử glucose máu hàng ngày trong 3 ngày tiếp theo sau đó kết quả lần lượt là như thế này. Thì nha, đây là anh chỉ nói một chút về về cách chỉnh liều của nó thôi ha. Chúng ta sẽ tăng một lần là từ 2 đến 4 đơn vị cho đến khi nào chúng ta đạt được cái target là glucose máu mặt trước ăn là từ 4,4 cho tới 7,2 mmol trên lít ha. Như vậy trong trường hợp này anh sẽ quyết định là tăng cái liều Levemir của bệnh nhân lên là 12 ha. Tăng cái liều Levemir lên là 12 nha. Kết quả thử glucose lúc đói tiếp theo sau đó nó vẫn còn cao ha, thì chúng ta cứ tiếp tục như vậy tăng lên 2 là 14 ha. Giả sử hiện tại bệnh nhân đang sử dụng liều là 14. Rồi 3 tháng sau bệnh nhân tái khám ha. Rồi bệnh nhân tái khám trong tình trạng glucose máu đổi rất là ổn định và HbA1c của bệnh nhân là 7,8. Điều này chứng tỏ điều gì? Chúng ta
cái liều Levamia 14 đơn vị là ok, vì chúng ta đã đạt được fast plasma glucose nằm trong giới hạn từ 4,4 cho tới 7,2 ha. Như vậy đường máu lúc đó là ok, nhưng mà HbA1c là tăng ha. Như vậy HbA1c là tăng, chưa nằm trong cái giới hạn chúng ta mong muốn. Và bây giờ chúng ta sẽ có những cái phương án nào. Và hiện tại chúng ta đang có sử dụng này, đó là metformin SU và còn basal insulin. Và hiện tại chúng ta vẫn đang ở step 3 nha, chúng ta vẫn đang ở step 3. Bây giờ sự lựa chọn tiếp theo của em, mealtime, thêm mealtime hay là thêm GLP-1 receptor agonist, anh chọn phương án nào? A hay B? Rồi, chúng ta review lại một chút hai cái này, được chưa? Chúng ta đang ở bước 3 và chúng ta đang sử dụng basal insulin. Em hiểu chưa? Như vậy sang bước 4, em sẽ có hai sự lựa chọn. Một là em dùng mealtime insulin. Hai là em dùng GLP-1 receptor agonist. Em sẽ có hai sự lựa chọn đó. Đúng không? Như vậy đáp án của em là A hay B? Cả A lẫn B đều đúng. Đều đúng. Đúng chưa? Rồi, nhưng mà cái này bệnh nhân không có tiền để sử dụng. Như vậy chúng ta sẽ sử dụng một cái mealtime. Như vậy chúng ta sẽ sử dụng một mealtime. Nha. Theo mẹ em, bước tiếp theo chúng ta bao gồm những cái thuốc nào? Hả? Nếu đã sử dụng basal cộng mealtime thì thuốc duy nhất mà em nên giữ lại đó chính là metformin ha. Như vậy anh sẽ phải ngưng SU. Anh sẽ phải ngưng SU ha. Như vậy thì anh sẽ phải ngưng SU thôi. Như vậy thì cái liệu trình của anh sẽ gồm 3 thuốc nào? Metformin, basal insulin và mealtime insulin. Và mealtime insulin ha. Anh sẽ quay lại cái phác đồ. Rồi. Và mealtime insulin thì chúng ta sẽ làm như thế nào đây? If not controlled after, nếu như chúng ta không thể kiểm soát được HbA1c sau khi chúng ta đã đạt được cái target, hoặc là nếu như liều lượng của cái basal insulin vượt quá 0,5 đơn vị trên kg trên ngày, chúng ta sẽ phải kết hợp một là GLP-1 receptor agonist. Nhưng mà chúng ta không nghĩ tới phương án này rồi, chúng ta sẽ có hai cái sự lựa chọn ha. Nhưng mà anh nói rồi, cái này đối với ADA người ta không nghiên cứu nhiều, cho nên người ta chỉ sử dụng cái đường gạch mông ngang, đường gạch ngang, và chúng ta sẽ đi theo hướng bên này. Chúng ta sẽ chỉ bổ sung vào một mũi insulin nhanh trước bữa ăn lớn nhất của bệnh nhân. Em hiểu chưa? Yeah. Thì anh nhắc lại một lần nữa, anh nhắc đi nhắc lại để mà em vì nhiều em chắc chắn là sẽ thắc mắc về cái vấn đề là ADA người ta không khuyến cáo, người ta không đề cập nhiều tại cái glucose máu sau ăn ha. Người ta chỉ quan tâm tới nó nếu nó là nguyên nhân dẫn tới cái sự thay đổi HbA1c. Em hiểu nhá. Nhưng có nhiều nghiên cứu thì hẳn vẫn cho thấy là nghiên cứu dịch tễ học cho thấy là đường máu sau ăn có thể ảnh hưởng tới biến chứng mạch màu lớn, mạch màu nhỏ gì đó, nên quan trọng là biến chứng mạch màu lớn. Nhưng mà anh nói rồi, ADA người ta nói là chưa có đủ bằng chứng nhá. Tại vì đó là các nghiên cứu dịch tễ học. Cho nên trong trường hợp này, họ tìm cách nào mục tiêu cao nhất của họ là khống chế HbA1c dưới 7%. Nha, cho nên họ thử trước một cái mũi insulin nhanh trước bữa ăn lớn nhất kìa. Nếu như việc đó mà làm cho HbA1c dưới 7% thì bệnh nhân chỉ dừng lại ngắn đó thôi, không cần phải sử dụng insulin mà multiple dose nha, MDI, giống như là bệnh nhân bị đái tháo đường tuyết 1 ha. Như vậy cái bước tiếp theo mà anh sẽ làm cho bệnh nhân đó chính là
Anh sẽ sử dụng Miltham một mũi rapid trước ăn trưa, chẳng hạn như là buổi ăn trưa là bữa ăn mà lớn nhất của bệnh nhân ha, ví dụ bệnh nhân mình ha. Và anh sẽ sử dụng aspart. Và liều lượng bao nhiêu? Liều lượng là 4 đơn vị, 0,1 đơn vị trên kg cân nặng. Anh sẽ sử dụng 4 đơn vị đi. Như vậy anh sẽ sử dụng 4 đơn vị. Và mẹ em xem tiểu câu dưới. Nếu như HbA1c dưới 8%, chúng ta xem xét việc giảm liều basal với cùng liều lượng. Như vậy bệnh nhân đang sử dụng 14 đơn vị levemir basal, thì anh sẽ xem xét việc giảm xuống còn 10 đơn vị levemir thôi ha? Còn 10 đơn vị levemir thôi nha. Như vậy thì phác đồ tiếp theo của bệnh nhân này sẽ là như sau. Họ sẽ sử dụng metformin, ok, 1 gram 2 viên uống ra xong. Levemir anh sẽ tiêm lúc 22 giờ 10 đơn vị. Aspart anh sẽ tiêm 4 đơn vị trước ăn trưa. Và chúng ta sẽ cho bệnh nhân thử gluco mau mạch sau ăn trưa để chúng ta xem xét về khả năng liều lượng aspart này đã đủ kiểm soát cái gluco máu sau ăn trưa hay chưa. Ví dụ như ở đây liều lượng mà chúng ta cần khống chế đó là dưới 10 mmol trên lít, đúng chưa? Nhưng mà bệnh nhân này kết quả trong 3 lần, lần 1 là 11,7, lần 2 12,7, lần 32. Hướng xử trí. Và lưu ý là luôn luôn mà em phải quan tâm tới vấn đề dinh dưỡng của bệnh nhân ha. Nếu một bệnh nhân có đường máu sợ trước ăn tốt nhưng đường máu sau ăn chưa được kiểm soát tốt thì mà em phải quan tâm ngay tới cái vấn đề dinh dưỡng ha. Giả sử anh đã khống chế cái vấn đề này rồi, nếu bệnh nhân ăn quá nhiều thì chúng ta khuyên bệnh nhân ăn ít lại, đúng chưa? Rồi đảm bảo cái lượng carbon hydrate trong mỗi bữa ăn là khoảng 45 cho tới 60, giống như anh đã nói trong cái bài đại thảo đường tiết 1. Và chúng ta sẽ thay đổi liều lượng như thế nào đây? Chúng ta sẽ thay đổi liều lượng là chúng ta sẽ tăng 1 đến 2 đơn vị, không khác với trên insulin nền. Hay insulin nền là phát huy tác dụng trong vòng 24 tiếng, cho nên mỗi lần tăng là chúng ta tăng từ 2 đến 4 đơn vị. Còn cái rapid insulin là chúng ta tăng một lần là 1 đến 2 đơn vị, hoặc là 10 cho tới 15%, 1 cho tới 2 lần một tuần, anh hiểu không? Như vậy là trung bình khoảng 3 ngày thì chúng ta mới tăng một lần, chứ là chúng ta không tăng quá thường xuyên ha. Giống y chang như là trong đại thảo đường tiết 1. Còn đối với cái hạ đường huyết á, thì mà em basal insulin em phải giảm xuống một lần là 4 đơn vị. Còn đối với cái rapid actin thì em sẽ giảm xuống một lần là khoảng 2 đến 4 đơn vị, hoặc 10 đến 20%. Hay không? Và chúng ta sẽ hướng xử trí như thế nào? Chúng ta sẽ phải tăng liều ha. Em sẽ tăng một lần là 1 đến 2 đơn vị ha. Như vậy anh tăng 2 đơn vị. Anh tăng 2 đơn vị. Nha, mà em hiểu chưa? Như vậy đây là một cái phác đồ khá là hoàn chỉnh nhé. Như vậy chúng ta còn một cái phương án cuối cùng nữa, còn một cái tình huống cuối cùng của bệnh nhân này nữa. Sau 3 tháng, kết quả HbA1c của bệnh nhân là 7,5%, gluco máu đỏ là 7,1. Gluco máu đỏ của bệnh nhân được khống chế tốt, nhưng mà HbA1c của bệnh nhân này sau khi chúng ta đã cho một cái liều aspart vào buổi trước buổi ăn trưa thì kết quả nó cũng không đạt được như mong muốn, đúng chưa? Như vậy đã đến lúc chúng ta sử dụng sang phác đồ MDI giống y chang như đại thảo đường tiết 1 ha nha. Và chúng ta sẽ khởi trì với phác đồ như sau ha, giống y chang như cái phác đồ anh nói. Chúng ta giữ lại metformin, khác với đại thảo đường tiết 1, metformin không có trong đại thảo đường tiết 1. Tuy nhiên họ vẫn đang nghiên cứu đó. Họ vẫn đang nghiên cứu metformin cho đại thảo đường tiết 1. Aspart 4 đơn vị tiêm dưới da ha. Họ khởi đầu cái liều tiêm dưới da, và levemir là 10 đơn vị tiêm dưới da lúc 22 giờ. Và mẹ em cứ tăng liều như vậy. Và mẹ em nhớ một điều cho anh, đó là trong cái đại thảo đường tiết 2 á, thì mặc dù cái liều khởi đầu như thế này nhưng mà nhiều bệnh nhân họ sẽ phải sử dụng một cái liều rất là cao ha. Nhớ lại về cái sơ đồ về cái đáp ứng insulin, cái sơ đồ đầu tiên mà trong cái video số 4 nha. Và trong thực hành của anh đã từng gặp một bệnh nhân sử dụng một ngày lên tới 150 đơn vị insulin đối với đại thảo đường tiết 2. Khởi đầu như thế này thôi, nhưng mà mẹ em sẽ phải tăng liều dần dần cho đến khi nào bệnh nhân đáp ứng nha. Và có bệnh nhân lên tới 150 mà vẫn chưa khống chế được nha. Và trong trường hợp đó chúng ta sẽ phải kết hợp thêm cho bệnh nhân TZD hoặc
Còn AGLT2 ha, chúng ta không kết hợp thêm SU. GLP1 khi đã sử dụng miêu tham rồi em sẽ không sử dụng GLP1 hoặc DPP4. Đây là những cái thuốc làm tùy tăng tiết insulin và không tốt cho bệnh nhân nha. Rồi như vậy xong cái trường hợp thứ nhất thì anh nghĩ đó là một cái trường hợp mà nó đã bao quát gần hết cả cái kiến thức từ step 1 cho tới step 4 mà em cần biết liên quan tới đái tháo đường ha. Còn những cái tình huống sau này thì nó đơn giản hơn, mà em chỉ cần trả lời từng tình huống một thôi, hẳn không phải là một cái tình huống liên tục như vậy ha. Rồi chúng ta sẽ có một cái tình huống số 2. Một bệnh nhân nữ 78 tuổi bị đái tháo đường tiếp 2 hơn 10 năm, hiện đang điều trị với metformin 2 viên uống chia 2. Và tiền sử 2 năm trước có bị nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não, xét nghiệm thấy microalbuminuria dương tính. Anh quên cho cái kết quả D0 của bệnh nhân. D0 của bệnh nhân là 7,9 mmol trên lít và HbA1c là 7,9%. Rồi, hướng xử trí tiếp theo trên bệnh nhân này. Rồi, như vậy mà em đánh giá đây là một bệnh nhân họ đang điều trị bằng step 1, đó là metformin 1g nhân 2 viên uống chia 2 sau ăn. Và hiện tại bệnh nhân có HbA1c là 7,9%. Câu hỏi đó là hướng xử trí của em. Em có chuyển sang step 2 hay không? Em có chuyển sang step 2 hay không? Tức là em sẽ kết hợp thêm diamicron, hay là em kết hợp thêm TGD, hay là em kết hợp thêm DPP4 inhibitor? Em hãy trả lời câu hỏi này cho anh. Câu trả lời của anh sẽ là chúng ta đang đứng trước một bệnh nhân nữ 78 tuổi bị đái tháo đường đã lâu và hiện tại đã có các cái biến chứng mạch máu lớn. Hiện tại bệnh nhân đã có các cái biến chứng mạch máu lớn và mạch máu nhỏ. Nha. Như vậy một bệnh nhân lớn tuổi đã có biến chứng mạch máu lớn, mạch máu nhỏ, tiền sử đái tháo đường đã lâu thì chúng ta không nên kiểm soát HbA1c chặt quá nha. Chúng ta chỉ nên khống chế dưới 8% nha. Và bệnh nhân này 7,9%, theo anh nghĩ như thế này là ok. Và chúng ta sẽ tiếp tục điều trị cho bệnh nhân với metformin 1g nhân 2 lần trên ngày ha. Như vậy điều này là điều tốt nhất cho bệnh nhân. Em hiểu chưa? Chúng ta không cần thiết phải chuyển sang step 2 nha. Như vậy cái ca này đòi hỏi mẹ em phải biết cái cách, đó là chúng ta phải set cái mục tiêu cho bệnh nhân như thế nào. Không phải tất cả các cái bệnh nhân đều đưa xuống dưới 7% nha. Chúng ta tiếp tục một cái trường hợp thứ ba. Một bệnh nhân nam 50 tuổi là nông dân, cân nặng 70 kg, cao 1m65 và mới phát hiện đái tháo đường lần đầu. D0 của bệnh nhân là 10,1 và HbA1c là 9,2%. Hướng xử trí. Như vậy đây là một bệnh nhân trẻ tuổi, là một. Thứ hai, cân nặng 70 nhưng mà cao 1m65 đối với nông dân thì anh nghĩ đây là chuyện bình thường thôi ha. Đây là chuyện bình thường, BMI của họ có thể cao một chút nhưng mà không còn thành vấn đề. Bệnh nhân không béo phì là vấn đề thứ hai, nông dân là vấn đề thứ ba. Mới phát hiện đái tháo đường lần đầu, con trẻ, anh xét mục tiêu dưới 7%, ha. Anh xét mục tiêu dưới 7%. Và R0 10,1 HbA1c 9,2. Hướng xử trí như thế nào? Được chưa? Rồi, mà em nhớ lại, nếu HbA1c của bệnh nhân lớn hơn hoặc bằng 9% thì chúng ta sẽ bắt đầu ngay step 2. Chúng ta sẽ bắt đầu ngay step 2 và chúng ta sẽ bỏ qua step 1. Em hiểu không? Như vậy trên bệnh nhân này anh sẽ phải sử dụng metformin kết hợp thêm một thuốc thứ hai. Anh sẽ dùng metformin kết hợp thêm một thuốc thứ hai. Như vậy trên một bệnh nhân trẻ tuổi, nông dân, không có tiền, không có béo phì, không thành vấn đề, và có thể là vấn đề giáo dục hạ đường huyết là một vấn đề hoàn toàn có thể làm được, thì anh sẽ chọn cho bệnh nhân thuốc thứ hai là SU giống y chang như cái trường hợp số 1 mà anh đã phân tích.
Được chưa? Và sử dụng như thế nào thì chúng ta có phác đồ như thế này, đúng không? Chúng ta sẽ sử dụng diamicron, có thể bắt đầu luôn với cái hàm lượng là 60 cũng được, tại vì cái đường máu của bệnh nhân nó cũng khá là cao, hàm B1C cũng khá là cao, cho nên chúng ta sử dụng luôn cái diamicron 60 và em có thể tăng lên 120 giống như cái phân tích nha, giống như cái phân tích mà anh đã đưa ra. Được chưa? Rồi, như vậy trường hợp này là mẹ em hiểu rồi ha. Trường hợp này anh chỉ nhắc lại mẹ em một chút, đó là nếu hạt B1C trên 9%, mẹ em khởi đầu luôn tại step 2 ha. Trường hợp số 4. Một bệnh nhân nam 50 tuổi là nhân viên văn phòng, cũng cân nặng 70 kg nhưng mà chỉ cao 1m5 thôi. Như vậy anh đánh giá chung bệnh nhân này béo phì. Và anh đánh giá chung là bệnh nhân này bị béo phì và bệnh nhân mới phát hiện đái tháo đường lần đầu, rê không 10,1 và HbA1c là 9,2%. Ha. Như vậy thì so sánh cái ca này với cái ca trước thì cái ca này là một cái trường hợp mà bệnh nhân không nên tăng cân thêm. Bệnh nhân đã quá mập rồi. Và bệnh nhân có thể không thể giảm cân nếu như bệnh nhân không tiếp tục vận động. Cho nên metformin thì anh vẫn giữ nguyên, metformin thì anh vẫn giữ nguyên. Còn thuốc thứ hai là anh sẽ chọn thuốc nào đây? SU và insulin, hai thuốc gây tăng cân, thêm một thuốc gây tăng cân thứ ba, TGD. Ba thuốc này anh sẽ không lựa chọn, đúng không? Vì bệnh nhân này khá là mập rồi. Anh sẽ yêu cầu bệnh nhân sử dụng một là DPP4 inhibitor, hai là GLP-1 receptor agonist, ba là SGLT2 ha. Dĩ nhiên nhân viên văn phòng thì anh cũng nghĩ anh có anh không nghĩ là có tiền mà dùng cái loại này đâu. SGLT2 thì chưa có tại thị trường Việt Nam. Anh sẽ sử dụng DPP4 inhibitor cho bệnh nhân này ha. Cái là thuốc không gây tăng cân. Không gây tăng cân ha. Như vậy trong trường hợp này anh sẽ sử dụng metformin với ông Lisa ha. Metformin với ông Lisa. Được chưa? Nha. Như vậy trường hợp này thì anh muốn mẹ em biết một điều, đó là chí cân nặng cũng là một trong những cái vấn đề chúng ta quan tâm đối với một cái bệnh nhân bị đái tháo đường type 2. Được chưa? Chúng ta sử dụng một cái loại thuốc tốt nhất cho bệnh nhân và không gây tăng cân ha, đối với những cái bệnh nhân về mặt cơ địa là họ đã có nguy cơ đã béo phì rồi thì chúng ta không nên sử dụng tiếp một cái loại thuốc gây tăng cân cho bệnh nhân nữa. Rồi, trường hợp số 5. Một bệnh nhân nam 50 tuổi là giám đốc của một doanh nghiệp nha. BMI 17 khá là thấp. Và bệnh nhân phát hiện đái tháo đường type 2 cách đây 1 năm. Hiện tại đang điều trị với metformin 1g nhân 2 viên uống chia 2, tức là bệnh nhân đang điều trị với step 1. Nhưng HbA1c chưa được khống chế, thậm chí là chưa được khống chế khá là cao đó. Glucose máu đổi là 9,9 mmol trên lít. Như vậy, hướng xử trí. Chúng ta đang đối mặt với một bệnh nhân nam 50 tuổi, giám đốc một doanh nghiệp. Có nghĩa là đây là một cái đối tượng đó, nhà giàu, ok, nhà giàu đi. Nhưng mà ý anh là một bệnh nhân có trình độ dân trí cao nha. Họ đang được điều trị bằng metformin 1g nhân 2 viên uống chia 2 step 1 và chúng ta sẽ phải khởi trị bằng step 2 nha. Chúng ta sẽ khởi trị bằng step 2. Chúng ta có 6 lựa chọn. Chúng ta có SU, chúng ta có TGD, chúng ta có SGLT2, chúng ta có DPP4 inhibitor, chúng ta có GLP-1 receptor agonist và chúng ta có insulin nền. Chúng ta gọi insulin nền. Được chưa? Vậy điểm mấu chốt mà anh muốn ở cái này là gì? Điểm mấu chốt thứ nhất, đó là HbA1c của bệnh nhân cao. HbA1c cao. Cho nên nếu anh kết hợp thêm một cái loại thuốc uống thì nó có thể giảm thêm 0,9 cho tới 1,1 thì cũng có thể là ổn nếu 7,4
Nếu vậy về tư liệu em thấy đó là ổn thì ok. Nhưng mà vấn đề ở đây, điểm mấu chốt mà em chú ý ở đây, đó là BMI của bệnh nhân chỉ có 17 thôi nha. Đây là cái tình huống mà anh nhấn mạnh nha. BMI 17, HbA1c cao và có khả năng sẽ không khống chế được bằng thuốc uống. Cho nên anh sẽ lựa chọn của anh phải đảm bảo hai tiêu chí. Tiêu chí thứ nhất đó là thuốc đó phải mạnh để nó có thể đưa HbA1c trở về bình thường thông qua glucose máu đòi. Và tiêu chí thứ hai, thuốc đó phải gây tăng cân để bệnh nhân này họ phải mập lên một chút mới đẹp nha, phải mập lên một chút mới đẹp. Cho nên đứng trước một bệnh nhân có BMI thấp và HbA1c ở mức độ có thể nói là không khống chế được thì lựa chọn tốt nhất là insulin nền nha. Và đây là một cái đối tượng có trình độ dân trí cao, cho nên cái việc mà tư vấn bệnh nhân sử dụng insulin nền thì anh nghĩ là nó sẽ không không khó khăn ha. Như vậy tóm lại, nếu một bệnh nhân ốm gầy, rất là gầy và HbA1c cao một chút thì mẹ em bước 2, mẹ em sử dụng luôn cả insulin nền, được chưa? Như vậy thì trường hợp này để khẳng định cho mẹ em một điều, đó là insulin nền vẫn có chỉ định ở ở step 2 chứ không phải đó là cái sự lựa chọn cuối cùng đối với một bệnh nhân bị đái tháo đường hoặc là bệnh nhân thất bại về thuốc uống thì chúng ta mới sử dụng insulin. Em hiểu chưa? Như vậy trong trường hợp này sử dụng insulin nền là hợp lý nha. Chúng ta cố gắng hết sức thuyết phục bệnh nhân nên sử dụng insulin nền để đưa cái BMI lên một chút nha. Hoặc là mẹ em có thể sử dụng SU nhưng mà cái khả năng gây tăng cân của SU sẽ không bao giờ bằng với insulin nền được đâu nha. Như vậy bệnh nhân này anh sẽ cho điều trị, động viên bệnh nhân ha. Dĩ nhiên anh nói rồi, việc động viên một cái bệnh nhân mà sử dụng thuốc chích nó không hề đơn giản đâu, và trong trường hợp này chắc chắn em phải bắt buộc phải động viên bệnh nhân sử dụng insulin nền. Và sau một thời gian khi BMI của bệnh nhân tăng lên, chúng ta có thể chuyển về thuốc uống ha. Đã hiểu chưa? Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục với một cái trường hợp cũng khá là thú vị. Tiếp theo. Một đại tá quân đội nghỉ hưu 66 tuổi. Đại tá quân đội thì ý anh là một người rất là đầy da ha. Họ có điều kiện rồi. Và cân nặng của họ là 80 kg, BMI 25. Mặc dù đã được bác sĩ khuyến cáo tiết thực giảm cân nhiều lần, nhưng mà đại tá này không thể nào thoát được cơn thèm ăn. Lúc mới nghỉ hưu á, là ông cân nặng 60 kg, nhưng trong vòng 6 năm đã lên 80 kg. Ông rất lo lắng về cân nặng của mình vì nó có xu hướng tiếp tục tăng. Hiện tại thì ông đang sử dụng metformin 1 gram 2 viên uống trên ngày chia 2, tức là step 1. HbA1c là 8 mmol trên lít, glucose máu đỏ là 10,2%. Như vậy đây là một cái bệnh nhân họ đang rất lo lắng về cái cân nặng của mình, và có vẻ như là họ, thứ hai nữa là họ có điều kiện, và thứ ba nữa là có vẻ như họ sẽ sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có thể giảm được cái cân nặng của mình và kiểm soát được HbA1c. Đã hiểu nhé. Như vậy chúng ta đang ở step 1, chúng ta sẽ chuyển sang step 2. Bệnh nhân này chúng ta cũng vẫn sẽ phải chuyển sang step 2 cho bệnh nhân. Và tương tự như những lần trước, chúng ta cũng có 6 sự lựa chọn. Chúng ta có SU, chúng ta có TZD, chúng ta có SGLT2, chúng ta có DPP4, chúng ta có GLP1 và chúng ta có insulin nền. Chúng ta có insulin nền nha. Thế và điểm mấu chốt của bệnh nhân này đó là gì? Đó là bệnh nhân này béo phì và bắt buộc chúng ta sẽ phải giảm cân cho bệnh nhân nha. Bắt buộc chúng ta phải giảm cân cho bệnh nhân. Thứ hai, bệnh nhân có điều kiện chưa. Và anh nghĩ là mẹ em đã đoán ra anh sẽ sử dụng thuốc nào rồi. Thuốc nào? A, B, C, D, E, M. Anh sẽ sử dụng cái thuốc gây giảm cân cho bệnh nhân cao nhất nha. Dĩ nhiên thuốc này cũng gây giảm cân nhưng mà sẽ không bằng cái GLP-1, nó sẽ làm giảm cái sự thèm ăn của bệnh nhân. Và thuốc anh lựa chọn là Victoza liraglutide
của Novo Nordisk chưa? Một trong những cái tác dụng phụ của liraglutide đó chính là tác dụng phụ gây rối loạn tiêu hóa, cho nên khuyến cáo á, em xem đây là cái cây bút Victoza tiêm dưới da của bệnh nhân hay nó giống y chang như cái flat pen của vua Novo Nordisk, vì đây là cùng một hãng hay cùng một hãng sản xuất, và hãng có ba hàm lượng 0,6, 1,2 và 1,8 ha, có ba nấc 0,6, 1,2, 1,8. Thông thường á, Victoza này được bào chế để mà em chỉ cần chích một lần một tuần thôi, và em có thể chích bất cứ thời điểm nào trong ngày chưa. Và thông thường thì cái liều duy trì của nó là khoảng 1,2 mg trên tuần tuần nhưng mà trong tuần đầu thì mẹ em sẽ chích cho bệnh nhân là 0,6 mg, để cho bệnh nhân thích nghi, rồi sang tuần thứ hai là em sẽ chích 1,2 và có thể thậm chí tăng lên 1,8 mg trên tuần, được chưa? Và một cái hộp như thế này á, là có ba cái bút vậy ba cái bút này là chứa 30 ml 1,8 nha, 30 ml 1,8 tức là khoảng 45 ml 1,2, nếu bệnh nhân sử dụng liều 1,2 thì bệnh nhân có 45 ml. Và cho mẹ em xem giá của một cái hộp Victoza là bao nhiêu. Cái này là anh lấy trên mạng, anh lấy ở một cái trang web về cái giá, một hộp nó có giá là 602 đô nha. Cho nên những người mà phải có điều kiện thì người ta mới có thể sử dụng được cái sản phẩm Victoza này ha, Victoza GLP-1 Receptor Agonist. Rồi, như vậy đáp án tình huống này cũng là một cái tình huống rất thú vị nhé, và chắc chắn bệnh nhân này sẽ giảm được cái cơn thèm ăn, và họ sẽ đáp ứng được cả hai yêu cầu. Và tình huống cuối cùng, một bệnh nhân nam 60 tuổi chưa có tiền sử đái tháo đường vào viện vì triệu chứng uống nhiều, tiểu nhiều và gầy. HbA1c là 11%, rê không 22 mmol trên lít, ha. Hướng xử trí. Rồi, mẹ em hãy suy nghĩ một chút ha, trước khi anh đưa ra đáp án. Như vậy bệnh nhân này có triệu chứng, người ta gọi là symptomatic. Nếu một bệnh nhân bị symptomatic hoặc có các cái triệu chứng của catabolic, tức là tình trạng dị hóa, nhắc bệnh nhân gầy, hoặc là bệnh nhân vào viện trong tình trạng là nhiễm toan ketone kết hợp với gluco máu mạch lúc đói nha lớn hơn 16,7, HbA1c lớn hơn hoặc bằng 10 cho tới 12% nha, người ta gọi đây là ngộ độc đường. ADA người ta gọi đây là ngộ độc đường ha. Và bước khởi trị của chúng ta sẽ là step 4. Và ưu tiên sử dụng step 4 gồm basal cộng mealtime. Chúng ta sẽ đưa bệnh nhân về ổn định. Sau đó chúng ta sẽ xem xét chuyển sang cả cái phác đồ thấp hơn. Đó là khuyến cáo của ADA. Đúng chưa? Như vậy bệnh nhân này hoàn toàn thỏa mãn cái tiêu chuẩn của cái step 4. Và chúng ta sẽ điều trị bệnh nhân step 4 gồm có Levemir với aspart kết hợp với metformin. Rồi, như vậy thì anh đã kết thúc tất cả những cái tình huống lâm sàng, và anh nghĩ là tất cả những cái tình huống này là mẹ em sẽ gặp trong thực tế. Và hy vọng